Tại sao đây mời bạn viên được giới thiệu mình? À, mình tên là Lý Minh Tiên. Hiện tại giờ mình đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh và cũng đang tự kinh doanh. Thì trong lớp K94 mình là nhóm trưởng của nhóm 2. Thì bây giờ nhóm trưởng nhóm 1 đã giới thiệu đây rồi. Thì giờ chắc cũng ở dưới đây thì cũng có nhiều thành viên của nhóm 2. Mình muốn một lần nữa mời các thành viên của nhóm 2 cùng lên đây luôn. Anh Diệu, anh Tuấn, anh Bình. Anh Lũ á. Mình lũ á. Và còn bạn là nhóm 2 nữa không ta? Hình như chắc hết rồi. Và mình giới thiệu về tình trạng hôn nhân của mình. Là đứng bên cạnh mình đây là bà xã của mình. Hiện tại là mình có một bà xã thôi và hai đệ tử. Mình là bông hậu hả? Viên giới thiệu mình là bông hậu chứ. À, trong gia đình mình á, là mình là đẹp trai nhất nhà. À, còn gái không à, có mình là đàn trai đẹp trai nhất nhà. Rồi mình xin nhường lại cho thành viên nhóm 1. Long Tân là Long Tân nhóm 1 hả? Ủa mình nhớ Long Tân nhóm 6 hả? Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Thị Tuyết Sương, cái tên lạnh lẽo nhất lớp K94 nhưng mà tình cảm nồng nàn nhất lớp K94. Một cái gì đó có vừa hạnh phúc mà có những cái duyên nợ của mình mà nó ghê quá, ghê quá, ghê quá. Câu chuyện tình cảm cảm động quá đó. Xa khoảng cách từ Nha Trang và Bảo Lộc rồi đó, đến với nhau một chút lễ nay, hôm nay là mình có được hai đứa con. Đấy, cái này giỏi à, giỏi. Thành phố Hồ Chí Minh xóa cái tặng của mình. Hiện nay là mình đây là vẫn là độc thân. Mình hiện nay vẫn là độc thân. Công tác thì hiện nay đang công tác cùng với bạn Linh ở Katoko. Đang là phó phòng thu mua. Các bạn nào mà ở nhất là cái tỉnh Tây Nguyên liên quan vấn đề nông sản, bắp mì thì cứ liên hệ mình. Lượng nhân quý ơi, mở tay quá. Công việc thì vẫn là hết sức bình thường. Nhưng mà rất là cô đơn. Các nữ cái tư nào mà còn cô đơn thì cứ liên hệ mình. Số điện thoại thì liên hệ bạn quý. Tại vì điện thoại thì giờ nói cũng không ai nghe hết, phải không? Xin mời bạn nhiều. Mình tên là Nguyễn Đình Diệu, ở nhóm 2, nhóm trưởng là bàn viên. Mình thành viên trong nhóm 2. Thì bây giờ là mình công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Bắc Đắk, tỉnh Đắk Lắk. Và một vợ, một con, ba gì để đó. Biết rồi. Có lẽ là nhóm 1, nhóm 2 và các bạn đây là cũng kết thúc cái chương trình giới thiệu, tự giới thiệu ngày hôm nay. Sau đây nhóm xin góp với các bạn bài hát Ngọn Hương Liên Ngựa.